Cây thông nhà chồng các bạn ạ. Ôi trời ơi, nó ra. Ôi ra. Không biết bao nhiêu là mầm. Ồ. Đây là cái phước. Chứ không phải mình chọn được. Khi mình đi mua mình đâu có biết nữa. Tự dạng như nào. Và quyết định từ nay đi không động chạm. Cứ để cho hồn nhiên mà mọc nhé. Tôi chiết cái cây này ra này. Cái này chiết được nhé. Đây vào đây. Đấy, bạn này chiết. Từ đây ra sống ở đây. Bạn này được 5 năm rồi này. Bạn này được 3 năm rồi này. 3-4 năm nó trồng từ hạt. Đây là hai cây nữa. Trồng chỉ là để gì? Để hưởng cái năng lượng mà các bạn ấy nhả ra là nó cực kỳ tốt cho sức khỏe và phổi nhé. Ở thành phố thì nên trồng một cây thông. Đấy là cách tốt nhất cho cái không gian sống của mình. Nhưng cây thông này nó ưa nắng các bạn nha.